soi kèo bóng đá hôm nay giữa Werder Bremen với Bayer Leverkusen diễn ra vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 tại sân Weser Stadion Bundesliga 2019-2020. Ngỡ như với hai bàn thắng liên tiếp chỉ sau 6 phút thi đấu đầu tiên, trong chuyến đến làm khách trước Hentha Berlin tại vòng 25, thì đoàn quân của huấn luyện viên Kofel đã có thể mang trọn vẹn một điểm ra về. Tuy nhiên, với lối chơi quá cầu toàn, thì kết quả cuối cùng mà họ có được cũng chỉ là trận hòa với tỷ số 2 đều, khi Werder Bremen đã để cho đội chủ nhà có quá nhiều cơ hội ghi bàn. Đây cũng là trận đấu thứ ba liên tiếp mà họ cùng với Hentha Berlin bất phân thắng bại và với một điểm này thì Werder Bremen vẫn đang đứng ở vị trí áp chót dưới bảng xếp hạng Bundesliga với 18 điểm, hiện đang kém nhóm an toàn lúc này đã là 9 điểm, nhưng thi đấu ít hơn 2 vòng đấu. Đến với trận đấu cuối cùng ở vòng 26, Werder Bremen sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Bayer Leverkusen đến làm khách. Điểm qua 5 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận, đội bóng của huấn luyện viên Kofel vẫn chưa biết mùi chiến thắng là gì, khi chỉ mới có đúng một trận hòa vừa kể trên, còn lại để thua đến 5 trận. Dẫu cho có được điểm tựa rất lớn đến từ sân nhà, nhưng với phong độ nghèo nàn như hiện nay thì họ cũng không được giới mộ điệu, đặt quá nhiều niềm tin vào trận đấu này. Cần biết trong năm lần gần nhau gần nhất, Werder Bremen không phải là cái tên thường xuyên có thể bắt nạt được Bayer Leverkusen, khi họ chỉ có đúng duy nhất một chiến thắng, còn lại hai trận hòa và để thua hai trận. Không ngoài khả năng, đội bóng của huấn luyện viên Kofel phải nhận lấy thất bại đầu tiên, sau đợt tạm nghỉ vì Covid-19. Về phía đội khách, đã không ít lần Bayer Leverkusen phải nhận lấy thất bại trước Eintracht Frankfurt, nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra khi họ được chơi ngay trên sân nhà của mình, ít nhất là trong 6 lần gần nhất và ở vòng đấu thứ 25 cũng không phải là ngoại lệ, khi đội bóng của huấn luyện viên Bas đã có được chiến thắng hủy diệt trước đối thủ bằng chiến thắng với tỷ số 4-0. Một trận đấu mà họ đã nắm thế chủ động hoàn toàn, khi kiểm soát bóng đến 62% và tung ra đến 14 pha dứt điểm. Dù số lần đưa bóng đi trúng mục tiêu chỉ dừng lại ở con số 5, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để các chân sút của huấn luyện viên Bas mang về đến 4 bàn thắng. Với chiến thắng này, thì Bayer Leverkusen đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Bundesliga với 47 điểm, hiện đang kém nhóm được tham dự đấu trường châu lục mùa sau 4 điểm, nhưng thi đấu muộn hơn một vòng đấu. Trở lại với chuyến hành quân lần này đến Oester Stadion, hành trang mà đoàn quân của huấn luyện viên Bas mang theo bên mình là chuỗi 10 trận liên tiếp bất bại trên mọi mặt trận, trong đó có đến 9 chiến thắng và chỉ để hòa một trận duy nhất. Với phong độ vẫn đang rất thăng hoa như hiện nay, thì chỉ cần Bayer Leverkusen thi đấu đúng với thực lực của mình, thì một chiến thắng sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ. Cần biết đã bốn trận phải thi đấu xa nhà gần đây nhất, thì Bayer Leverkusen vẫn chưa phải nhận lấy bất kỳ trận thua nào, ngoài một trận hòa và còn lại có đến ba chiến thắng trên khắp mọi mặt trận. Trong năm lần đến làm khách trước Werder Bremen gần nhất, họ có hai chiến thắng, một trận hòa và để thua hai trận. Dự đoán kết quả Werder Bremen với Bayer Leverkusen. Dự đoán tỷ số 1-2. Chọn kèo châu Á Bayer Leverkusen chấp nửa một chọn kèo tài xỉu tài ba trái hòa chúc anh em gặp nhiều may mắn thuận lợi khi bet banh đừng quên nhấn like video đăng ký kênh bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất